Kẹo dẻo sushi Nhật Bản nè anh em ơi. Hello cả nhà, lại là tôi đây, chàng trai đam mê kẹo hơn người yêu nè. Hôm nay á, đưa anh em sang Nhật ăn sushi nhé. Kẹo này á, là kẹo dẻo nha, được thiết kế khá giống như thật luôn á. Màu sắc á, thì bắt mắt, điểm 10 cho sự chất lượng đó nha anh em. Kẹo sô-cô-la hình dạng các loại trái cây nè anh em ơi. Hello cả nhà, lại là tôi đây, chàng trai đam mê kẹo này. Hình dáng bên ngoài á, được thiết kế và vẽ những loại trái cây này. Bên trong á, là kẹo sô-cô-la nha anh em. Và có một cái muỗng để ta dễ ăn hơn này. Nói chung á, là món này đẹp mắt, sô-cô-la ngọt ngào, rất tuyệt vời nha anh em. Kẹo lò xo hình kéo này anh em ơi. Hello cả nhà, lại là tôi đây, chàng trai đam mê kẹo hơn người yêu nữa nè. Hôm nay á, tiếp tục cùng mình review cho anh em một món kẹo lò xo này nhé. Mình có đặt về một đôi kéo này anh em ơi. Kẹo này á, là kẹo mút nha anh em. Ta chỉ việc gắn lên ngón tay và thưởng thức từ từ thôi nha.